cho mình nó quay chỉ là game của tôi. Và tôi không ai khác, cả chính là mèo Moon đây. Và hôm nay mình sẽ cùng với cả anh em sẽ lại tiếp tục một quá trình lao ranh chiến trận nhá. Ôi rồi ôi, không nào lao ranh chiến trận đâu. Anh em ạ, mình vừa nhận được cái hành động này ở trong một sự kiện nào ấy. Trong một sự kiện này anh em này. Đấy, là V-Mock này, sẽ nhận được luôn quà luôn. Đấy. Ok, hạng của kẻ địch hạng 5 mạng được ngay cái này này, bao nhiêu rồi, mình 24 anh em ạ. Thế thì là mai ngày mai mình nhận được chơi với bạn này một trận này. Chơi 24,60 phút này. Là tổng cộng là 40 cái, thêm 40 cái nữa là ngày mai mình nhận được anh em ạ. 50, nó có thêm một cái nữa thì chắc hôm nay mình đã nhận rồi. Nhưng mà nó chưa có mọi người à. Đen vãi cả chuột. Đen vãi cả chuột luôn. Ok, bây giờ nó sẽ vào nhá. Đi vào em xem này. Cái thần đồng đỉnh cao one shot như mình thì có ai mà bắn được đều em ơi. Ôi, mình đang ngồi xem phim, bây giờ mới bắt đầu vào trận nhá. Thôi bỏ cái mặt này đi. Ok, bây giờ mới bắt đầu kéo mặt con lên nhá. Cắt đi. Ok, các bạn, bây giờ bắt đầu một cuộc hành trình nhá, mình bắt đầu nhá. Ok, anh em ơi, hiện tại đây mình chết. Thua trận này anh em ạ. Trận với một loại bắn lén kinh quá nên là bây giờ mình mới sống lại được đây này. Ok, thì bây giờ mình sẽ dùng mình 5 đấm nhá. Mình đấm một cái cá lao mình có mày ấy. Ok. Cái này chính là thằng đấy đã bóp mình và mình đã chết. Mày quá, cho ngủ nhanh rồi. Triple kill. ABK thì mình không được cộng rank anh em ạ. Bởi vì vấn đề mình ABK nó báo cáo mình nên là mình không được cộng rank anh em ạ. Ôi giời ơi, xem là mình nhận được cái gì không. Chơi với bạn đi một trận. Ok, bây giờ bắt đầu nhá. Ui da anh em ơi. Bố da, mình MVP luôn. Sợ X gì. 5 kêu rất đơn giản. Ok so come on. Ok, bây giờ bắt đầu trận nữa nha. Ok, trận này thì mình lại thắng anh em ạ. Trận này là mình đứng thứ hai mọi người nha. Trận này mình đứng thứ hai. Đứng thứ hai này cũng rất là bồ rồi đó. Mình đứng thứ hai anh em ạ. Đấy, mình đứng thứ hai mọi người nha. Đấy, mình thứ hai cái tàu này ABK báo cáo là rồi. Nên là nó sẽ bị cấm tử chiến rất ha anh em ạ. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu chuyện nữa nhìn nhá. Của chúng nào. Ok. Ok, anh em ơi, sẽ tất cả mình thảo nha anh em nha. Rất là đơn giản. Rồi, mình chơi mãi. Nó lên danh rồi anh em ạ. Ok. 4 kill. Thật là đẻ đàng quá đi chờ. Ok anh em, ok. Mình sẽ cày thêm một trận nữa nha anh em nha. Ok, nhưng mà mình chưa cày cái lần nào nãy là mình cày kia mình xem kênh YouTube của mình á. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhá. Thì không thể tách ra cái video kia của mình nhá. Tự nhiên nó lực lên người xem rất là nhiều luôn. Mình rất là cảm ơn mọi người nha. Tôi rất là cảm ơn anh em vì anh em đã ủng hộ mình nhá. Tôi vừa đấy mình đang vừa nói để mình xem thôi, nhưng mà không hiểu tại sao các bạn ủng hộ mình rất là nhiều luôn. Và các bạn xem video của mình, anh em nhớ bật cái chuông nhá, thông báo nha, để có thể nhận được video của mình sớm nhất nha. Fan thì phải bật nha. Tuy là mình trẻ trâu thôi, nhưng mà mình biết tuổi, nhưng mà chỉ có cái là mình muốn làm YouTube thôi mọi người. Mình chỉ muốn làm YouTube để làm kênh hơn thôi. Chứ trẻ trâu thì
cái chuyện này anh em nói sau đấy, anh em đừng chụp mình. Ok, lại tiếp tục một trận long tranh nữa anh em nhé, xem nào. Có thằng nào nó bảo đút quân đoàn không? Ok thì cái quân đoàn mình anh em cứ vào trong phần thế giới anh em mà vào nhá. Đây mình này, đấy anh em vào nhá, mình thành viên này, đấy vào nhá. Ok bây giờ bắt đầu nhá, anh em đâu? Vừa thắng trận một quả này, tinh 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 rồi. Giờ cái trận cuối thì mình sẽ đăng cho anh em xem nhá. May quá anh em ạ, may rất là may luôn, may mà trận vẫn nay mình cân bố được chứ không chết rồi. May mà mình không mua khẩu mắc 7 đấy, mắc 7 khá là mạnh đấy anh em ạ. Bạn mình sẽ bắt đầu nhá, bắt đầu lại chơi tiếp anh em nhá. Anh em ơi, anh em trận này mình gánh tăng ở lưng mọi người à. Lúc mình chết, lúc mình cân cả ba xong bắt đầu một thằng nó bắn, nó có mắc 7 nó bắn mình anh em ạ. Thế là mình chết, thế có mấy thằng này nó lựu đạn thì thắng vào đấy. Mình cánh ở tầm 2 trận anh em ạ. Gánh tăng ở lưng luôn, 9 kill luôn rồi nhá. Cho anh em xem thì mệt lắm, mình sợ không đủ thời gian ấy. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục chơi thêm một trận nữa để nhân danh nha. Mình cũng bắt đầu nha. Tôi thật sự với anh em là trận này tôi chưa gặp cái thằng của nó nào để hết sọt cho nó mấy viên ấy. Nên là thằng cây chưa 15 tên nó cánh hết rồi anh em ạ. Thật sự nó không phải hỏi tôi gà đâu anh em ạ. Thôi, bỏ qua việc này đi, bây giờ mình bắt đầu vào cái tiếp nha. Lại bu nhào anh em ạ. Sớm đấy nhờ. Chứ là gì toàn bu nhau như này thì nó sướng anh em ạ. Ok bây giờ mình sẽ không cái nữa đâu, cái này là đủ rồi anh em ạ. Ok cái này là vừa rồi anh em ạ, để mình xem nào. Ok anh em thích video của mình cho mình like đăng ký chia sẻ nhé. Và đừng quên anh em nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mới nhất từ video của mình nhé. Ok thì tạm biệt nha. Tạm biệt mọi người. Ủa chết rồi. Tạm biệt nha.